Không dùng thủ đoạn triệt hạ đối phương, hoàng hậu to gan nhất lịch sử Trung Quốc táp thẳng mặt vua vì thói trăng hoa. Ở thời phong kiến, vua luôn được coi là bậc thiên tử có quyền sinh quyền sát trong tay, khiến ai nấy đều kiêng dè sợ hãi. Thế nhưng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, từng ghi nhận một mẫu nghi dám táp thẳng mặt hoàng đế vì thói trăng hoa. Nàng là hoàng hậu Quách Thị, vợ chính thức của hoàng đế Tống Nhân Tông. Theo sách sử ghi chép, Quách hoàng hậu xuất thân trong gia đình gia thế, đến từ Đại Bắc danh tộc. Nàng vốn xinh đẹp, tài giỏi, là cháu gái của tiết độ sứ của Bình Lư Quân, nên từ nhỏ tính cách đã có phần thất thường. Năm Thiên Thánh thứ hai 1025, Quách Thị được tiến cung cùng cháu gái của kỵ vệ thượng tướng quân là Trương Thị để trở thành Thái tử Phi. Vì có tài ăn nói thuyết phục lòng người, lại xuất thân trong gia đình hiển hách, Quách Thị được Lưu Nga hoàng hậu lúc bấy giờ vô cùng yêu mến. Ít lâu sau Tống Chân Tông qua đời, Tống Nhân Tông nối ngôi cha đăng cơ lúc 12 tuổi, tuy nhiên quyền hành lại nằm trong tay Lưu Nga Thái hậu. Vì thế bà ép Nhân Tông phải lập Quách Thị làm hoàng hậu, mặc ông yêu thương Trương Thị hơn vì tính cách nhu mì cùng dung mạo tuyệt mỹ. Không thể cãi lời Thái hậu, hoàng đế ban chiếu sắc phong Quách Thị làm hậu dù trong lòng rất bất mãn. Về phần Quách Thị, biết được Thái hậu chống lưng, nàng sống trong cung muôn phần cao ngạo, lại theo chỉ ý của Thái hậu giám sát mọi hành tung của nhà vua, không coi ai ra gì. Sau khi thành hôn, Tống Nhân Tông luôn thiên vị sủng ái Trương Thị cùng Tam cung lục viện, khiến Quách Thị vô cùng ghen tức. Khi đã ngồi vững ngai vàng, Tống Nhân Tông cùng Lưu Thái hậu tranh giành quyền lực, mâu thuẫn liên tục. Nhưng cuối cùng, hoàng đế không thể đánh bại thế lực to lớn của Thái hậu, ngay liền quay ra trút giận lên Quách hoàng hậu, bỏ mặc nàng giữa chốn hậu cung lạnh lẽo. Từ đấy nàng bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ buồn bã, sống trong ấm ức bởi thân là mẫu nghi thiên hạ lại bị chính người đàn ông mình yêu ruồng bỏ. Ngoài Trương Thị, hoàng đế còn sủng ái mỹ nhân họ Dương. Hai người này cao ngạo, ngấm ngầm đấu đá và nói xấu hoàng hậu với Nhân Tông hoàng đế. Tất cả điều này Quách Thị đều biết, nàng vô cùng tức giận nhưng phải nén lại trong lòng vì không muốn gây sóng gió trong hậu cung. Thế nhưng nàng càng nín nhịn, cố gắng chịu đựng thì hai mỹ nhân kia lại càng nói xấu nhằm chia rẽ tình cảm giữa nàng và hoàng đế sâu sắc hơn. Đỉnh điểm trong một lần hoàng hậu đến thăm hoàng đế, ngay khi bước đến cửa đã nghe thấy tiếng nô đùa vui vẻ của hai nữ nhân kia bên trong. Trong lòng vốn đã có ác cảm, lại chính tai nghe được hai nữ nhân ấy nói những điều thêu dệt về mình với hoàng đế. Trong khi đó Tống Nhân Tông vẫn chỉ ậm ừ khoái chí, nghe những lời nói đó giống như một câu chuyện vui. Không thể chịu đựng được nữa, mọi ấm ức dồn nén bấy lâu thôi thúc Quách Thị đạp thẳng cửa xông vào, bắt tại trận kẻ đang nói xấu mình. Thấy hoàng hậu đột ngột xuất hiện, hai mỹ nữ hốt hoảng trốn sau lưng của hoàng đế. Tống Nhân Tông nổi máu anh hùng đứng lên che chắn cho cả hai. Hành động này của hoàng đế càng khiến Quách hậu giận dữ, nàng cho rằng ông đang không coi mình ra gì còn bao che cho hai mỹ nữ kia. Thế là bao nhiêu uất ức nàng dồn hết vào đôi tay, rồi giáng cho hoàng đế một cú tát trời giáng khiến ông xây sẩm mặt mày, đến mức bật máu không nói được gì. Sau cú tát đó, hoàng hậu Quách Thị bỏ về cung, không thèm nhìn hoàng đế Tống Nhân Tông lấy một lần. Còn về Tống Nhân Tông, là bậc thiên tử lại bị vợ đánh, dù rất tức giận và muốn xử tử vợ mình, nhưng ông lại không thể làm phật lòng Lưu Thái hậu. Tuy nhiên sau khi Thái hậu qua đời, mọi quyền hành lúc này đều nằm trong tay vua. Ngay lập tức ông giáng Quách hoàng hậu xuống thành Tịnh Phi rồi giam lỏng trong trường Ninh Cung. Có sử sách khác lại cho rằng hoàng đế đã tuyên bố Quách hoàng hậu tự nguyện tu hành để lấy cớ phế truất. Sau khi Quách Thị đi, Tống Nhân Tông cảm thấy hối hận bèn mời nàng về cung nhưng nàng nhất quyết không chịu. Sau đó Quách Thị bị bệnh nặng, nhà vua cho vời thái y đến khám chữa nhưng đến nửa đường thì hay tin, nàng đã đột ngột qua đời khi mới ở tuổi 24. Tống Nhân Tông vô cùng đau xót, dù còn giận chuyện cũ nhưng ông vẫn truy tặng lại cho nàng Thụy hiệu hoàng hậu thời Bắc Tống.